Tiết Sơn Audio xin gửi lời chào trân trọng đến toàn thể quý vị và các bạn đam mê ca hát trên toàn quốc. Và đây là những gói hàng bên cửa hàng của tôi đang đóng để gửi đi cho khách trên toàn quốc. Nếu như quý vị và các bạn ở khu vực phía Bắc thì bên cửa hàng của tôi sẽ gửi xe khách cho quý vị và các bạn. Cái thứ nhất là gửi xe khách thì nó sẽ nhanh hơn và nó an toàn hơn gửi bưu điện. Còn nếu như quý vị và các bạn ở xa thì bên cửa hàng sẽ ship bưu điện tới tận nhà cho quý vị và các bạn. Và trong cái vấn đề vận chuyển ship bưu điện, nếu như hàng có hỏng thì bên cửa hàng hoàn toàn chịu trách nhiệm cho quý vị và các bạn, cũng không phải chịu trách nhiệm về cái mặt hàng khi vận chuyển nó bị hỏng. Cho nên quý vị và các bạn yên tâm đặt hàng. Và tại thời điểm bây giờ thì nó còn cách Tết là 2 tháng. Tôi khuyên quý vị và các bạn, nếu quý vị và các bạn có nhu cầu mua thì chúng ta nên mua sớm, cái giá cả nó vẫn chưa lên. Còn chúng ta để sang cái tháng sau thì đương nhiên là cái giá nó sẽ lên, vì cái hàng vào ngày Tết thì tất cả các cái mặt hàng nó đều lên giá. Và đây là các cái dòng loa BMB. Dòng loa BMB 850C, hàng rất đẹp. Và tôi sẽ thông báo cho quý vị và các bạn một số các cái mặt hàng đang có trong cửa hàng. Đây là dòng loa BMB 252V, dòng loa bãi Nhật Nòi. Cái dòng loa này thì bên cửa hàng của tôi tuyển chọn, hàng rất là đẹp. Loa JBL, loa full bass 30. Đây là dòng mic chuyên sự kiện và gia đình, mic UGX8. Nếu quý vị và các bạn làm sự kiện thì tôi khuyên quý vị và các bạn nên mua dòng mic này, có giá là 2.800.000 đồng một đôi, bao ship toàn quốc cho quý vị và các bạn và tặng hai đôi pin kèm một đốc sạc. Mic chuyên sự kiện. Các cái dòng âm ly bãi của Hàn Quốc thì bên cửa hàng của tôi rất là nhiều, có rất nhiều các cái mã đời như dòng 506 23N đời 1997, dòng 203 35 mã là cái dòng thông dụng nhất. Tất cả các cái mã đời thì bên cửa hàng của tôi vẫn còn hàng. Quý vị và các bạn có nhu cầu thì xin liên hệ trực tiếp. Cửa hàng của tôi sẽ tư vấn và ship hàng toàn quốc cho quý vị và các bạn. Và bên cửa hàng thì mới về dòng loa Bose, gồm có Bose Mexico và Bose Hồng Kông. Bose Mexico thì chúng ta vẫn thường dùng, đó là Bose xịn, hay chúng ta hay gọi chung là Bose Mỹ. Bose Mỹ thì nó có sản xuất tại Mexico và Canada. Đây là dòng mic, mic bãi Beyer thì bên cửa hàng của tôi vẫn còn hàng. Nó có giá từ 2.600.000 cho tới 3.000.000 đồng một đôi, hàng bao zin, tùy từ độ đẹp mà cái giá tiền của nó sẽ khác nhau. Mic của hãng Beyer, chất âm bao hay cho quý vị và các bạn, và cái giá tiền từ 2.600.000 cho tới 3.000.000. Và đây là dòng mic mới, mic mới, mic Beyer, hàng loại 1 của Trung Quốc, model A889 Pro. Cái mic này thì bên cửa hàng của tôi bán khá là nhiều và cái chất lượng của nó rất là tốt, có giá 1.800.000 đồng một đôi, bao ship toàn quốc cho quý vị và các bạn, hàng full thùng xốp, bảo hành cho quý vị và các bạn 12 tháng. Quý vị và các bạn cứ yên tâm dùng. Cái dòng này thì nó là hàng mới 100%. Và tiếp theo là dòng mic Patehouse. Patehouse thì có giá là 2.000.000 đồng, bảo hành 12 tháng. 2.000.000 đồng bao ship toàn quốc cho quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn chúng ta chơi cái dòng mic mới thì chúng ta yên tâm là nó không bị ăn nguồn, bởi vì là nó mới và bảo hành tận 12 tháng. Đây là hàng loại 1 của China. Quý vị và các bạn lưu ý là cái hàng loại 1 của China nó dùng khá là tốt. Đương nhiên là nó không bằng các cái dòng hàng hãng của châu Âu. Nhưng cái dòng hàng hãng của châu Âu thì cái giá của nó toàn 7-9 triệu một đôi. Đấy là cái giá nó rẻ nhất. Còn cái hàng tầm 4-5 triệu thì đó là hàng công ty của Việt Nam nhập về và lăng xê lên thành hàng công ty, thì do đóng thuế nó cao, rồi thuế thuê mặt bằng, thuê nhân viên, thuê marketing, thuê quảng cáo nó cao lên thì nó đội giá lên. Thế thực ra thì nó vẫn là mic loại 1 của Trung Quốc, nó lăng xê lên thành hàng công ty. Còn nếu như hàng công ty của các công ty châu Âu thì nó rất là đắt. Quý vị và các bạn lưu ý, một đôi mic rẻ nhất của nó cũng tầm 8 triệu một đôi, chứ không có cái giá 4-5 triệu. Chúng ta mua hàng thì chúng ta phải biết phân biệt. Còn nếu chúng ta không biết phân biệt thì tốt nhất là chúng ta, một là chơi hàng bãi, hàng nguyên zin. Hàng bãi nguyên zin thì chúng ta dùng nó cũng khá là tốt. Nhưng đa số cái dòng mic bãi là nó nằm ở trong phòng karaoke, nó chịu sự tác động của nước rồi quang quật nó khá là nhiều, cho nên là nó cũng không được an toàn 100%. Hàng bãi thì bên cửa hàng của tôi vẫn nhập về, nhưng gặp cái hàng nào mà nó gần như mới, nó phải nguyên zin thì bên cửa hàng của tôi mới nhập. Còn nếu không thì tôi không dám nhập. Cho nên quý vị và các bạn phải biết phân biệt
chúng ta không biết phân biệt thì tốt nhất là chúng ta cứ hàng mic mới loại 1 của Trung Quốc chúng ta chơi. Bởi vì cái giá thành nó hợp lý và được bảo hành tận 12 tháng. Còn mic bãi thì chúng ta phải chọn cái đơn vị nào bán mic bãi nó phải còn nguyên zin thì chúng ta hãy chơi. Còn cái hàng công ty của Việt Nam thì đa số là họ nhập cái hàng loại 1 của Trung Quốc về, họ lăng xê lên, họ đóng thuế, họ quảng cáo thì cái giá thành nó đội lên. Cho nên chúng ta mua các cái mặt hàng, nếu như chúng ta biết lựa chọn, chúng ta biết đánh giá về cái chất lượng của nó thì chúng ta không phải bỏ ra quá nhiều tiền. Quý vị và các bạn lưu ý như vậy. Và cái dòng mic này thì bên cửa hàng của tôi đang bán là 2 triệu đồng một đôi, bao ship toàn quốc cho quý vị và các bạn. Mic Party House. Cái mic này chúng ta chơi gia đình thì hát rất là tốt. Còn quý vị và các bạn làm sự kiện thì tôi khuyên quý vị và các bạn mua dòng UGX8, cái dòng 3 số đời đầu. Thì chúng ta làm thì sóng nó sẽ khỏe hơn. Còn cái dòng này thì chúng ta chơi gia đình rất là ok. Chúng ta làm sự kiện vẫn được, nhưng mà ở trong cái ngưỡng an toàn của nó thì không được an toàn. Khi ở cái vị trí mà đông người thì cái sóng của nó sẽ bị nhiễu do nhiều người dùng điện thoại. Cho nên quý vị và các bạn mua mic làm sự kiện là chúng ta phải hết sức lưu ý là cái vấn đề đầu tiên là phải sóng cực khỏe. Quý vị và các bạn lưu ý như vậy. Và đây là các cái dòng đẩy công suất thì bên cửa hàng của tôi có khá là nhiều. Dòng đẩy mới 100%, bảo hành 12 tháng cho quý vị và các bạn. Các cái dòng đẩy 4 kênh cho quý vị và các bạn làm sự kiện. Và các cái dòng đẩy 2 kênh cho quý vị và các bạn chơi gia đình. Riêng về dòng đẩy công suất thì lâu lắm bên cửa hàng của tôi không bán hàng bãi. Bởi vì tất cả các dòng đẩy bãi thì 99% dòng đẩy công suất và dòng vang số là đều từ Trung Quốc sản xuất mà ra. Trước kia thì Trung Quốc nó không đưa hàng mới cho chúng ta, thì chúng ta phải dùng lại cái hàng hết đát của nó thải ra. Nhưng 1-2 năm trở lại đây thì cái hàng mới của Trung Quốc họ bán về Việt Nam rất là nhiều. Cho nên là riêng về cái dòng đẩy công suất và cái dòng vang thì quý vị và các bạn chúng ta dùng hàng mới rất là ok, cũng không vấn đề gì. Còn loa thì loa bãi thì dùng vẫn tốt hơn cái dòng loa mới của Trung Quốc. Quý vị và các bạn lưu ý như vậy. Và đây là các cái dòng vang đời mới. Vang GD Gutin KM3FX, cái giá tiền của nó khá là hợp lý. 1 triệu 600 nghìn đồng bao ship toàn quốc cho quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn chơi rất là ổn. Cái dòng hàng mới thì bên cửa hàng của tôi rất nhiều, bao gồm các cái dòng đẩy công suất, các cái dòng vang cơ rất là nhiều để cho quý vị và các bạn lựa chọn. Bên cửa hàng của tôi có giao buôn trên toàn quốc. Quý vị và các bạn có nhu cầu mua buôn các dòng đẩy mới thì xin liên hệ trực tiếp. Cửa hàng của tôi sẽ tư vấn và ship hàng toàn quốc cho quý vị và các bạn. Rất là nhiều các cái mặt hàng mới để cho quý vị và các bạn lựa chọn. Và hôm nay thì tiếp tục về dòng mic. Mic Shure SM80 Plus. Cái dòng này thì hát nó khá là nhẹ nhàng cho quý vị và các bạn. Dây của nó là dây dài 8m. Cái mic này chúng ta cầm ở trên tay thì nó khá là nhẹ, bởi vì ở bên trong cái thân mic nó không có cái cốt gang. Cái mic này thì nó nặng hay là nhẹ là do cái cốt gang nó nằm bên trong. Quý vị và các bạn lưu ý. Có nhiều người mua về cầm thấy nó nhẹ thì cho rằng là mic nó không tốt. Mic nó tốt hay không là do cái côn mic và do cái dây mic và do cái công tắc. Chứ còn cái vỏ nặng hay nhẹ là nó do cái vỏ. Tiếp tục về dòng mic Soltec Pro 700. Cái mic này thì có giá 1 triệu 600 nghìn đồng một chiếc, bao ship toàn quốc cho quý vị và các bạn. Dây của nó dài 8m. Quý vị và các bạn lưu ý là cái dòng mic này hát rất là ấm tiếng và nó chống hú cực kỳ tốt. Nhưng có một cái nhược điểm của nó là chúng ta dùng một thời gian thì nó hay bị bung sơn ở cái tai mic. Nếu chúng ta cẩn thận thì về chúng ta đi dán cái ni lông vào thì nó không bị bung sơn. Riêng cái dòng mic Soltec Pro 700 này là nó vậy. Còn cái chất âm của nó thì cực kỳ hay và độ bền của nó rất là cao. Nhưng riêng về cái nước sơn của nó thì không được bền như các cái dòng mic khác. Tôi sẽ thông báo về cái thực trạng cho quý vị và các bạn. Giá 1 triệu 6 một chiếc, bao ship toàn quốc cho quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn có nhu cầu, quý vị liên hệ trực tiếp cửa hàng của tôi sẽ tư vấn và ship hàng toàn quốc cho quý vị và các bạn. Xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong video tiếp theo.